Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn về cái tủ áo. Ở đây cái tủ áo này là cái tủ áo gỗ công nghiệp. Bây giờ mình sẽ đưa cái tủ áo này vào trong AutoCAD. Bình thường ấy, mọi khi ấy, mọi người thì hay dùng chức năng Attach, sau đó chọn cái tủ áo và đưa vào trong AutoCAD, bấm OK, gõ một Enter. Cái tủ áo này thì vào trong AutoCAD, nếu mà các bạn copy mà quên không đóng gói, không ném cái tài ảnh này đi theo ấy, thì sẽ bị mất cái đường dẫn, thế nên là mất cái hình ảnh. Ở đây mình chỉ bạn cái thứ hai, đó là không sử dụng chức năng Attach này, mà chúng ta sẽ sử dụng chức năng, mình sẽ sử dụng là bản Excel đây. Sau đó mình dùng chức năng Insert, chọn bức tranh và Insert vào. Sau đó mình sẽ chọn nối lại đối tượng và bấm phím Ctrl C để copy. Sau đó mình sang AutoCAD, sau đó mình Ctrl V đây này, kích vào. Ở đây mở những cái bảng, chúng ta sẽ chọn chức năng là OK. Vậy là mình có cái bức ảnh này. Và chúng ta ví dụ mình sẽ target được cho người khác, chúng ta không nhất thiết phải copy cả cái ảnh này đi theo nữa, mình chỉ cần copy target thôi là nó sẽ không mất hình ảnh. Ở đây bức ảnh này mình thử đo xem, chúng ta thử lấy 4 meter để đo. Cái bức hình này có kích thước 135.000 mm. Đây mình ví dụ là mình sẽ vẽ cái tủ áo này có kích thước là cao 2m6, mình sẽ vẽ một đường line kích thước là 2600. Enter. Sau đó mình sẽ sử dụng lệnh AL và bấm phím 7 Enter. Kích chuột vào đường đầu tiên. Sau đó kích chuột vào đường thứ hai. Bấm Enter. Ở đây nó đổi lên một cái bảng. Bảng này nó báo mình có scale cái bức hình này theo cái tỷ lệ đó hay không, thì mình sẽ trong trường hợp này mình sẽ bấm đồng ý. Nên là kích thước của chúng ta cái bức hình này sẽ có kích thước là 26. Từ 26 này thì mình sẽ đi thử xuống Enter. Mình kích điểm thứ hai này. Cái cánh này mình có thể mình sẽ làm là khoảng độ tầm 550 nhé. Đó, đừng dễ rời ra xin. Kích thước là 550. Tab 2400. Tiếp theo mình vẽ cái thứ hai là mệnh Excel. Enter. Tiếp theo mình lại Excel tiếp. Ở đây ví dụ mình sẽ vẽ cái cánh là mỗi cái cánh ở dưới này là 250. Ở đây mình dùng lệnh hit Enter. Call Enter mình sẽ offset lên 250. Mình có 3 cánh mà. Mình lại SEO đối tượng này tiếp. Đó, mình rời SE. Enter. Enter. Đây có cái tag đây mình delete đi. Rồi SE Enter. Đó, mình Ray, bấm Enter. Chi tiết cái tay nắm luôn. Ví dụ đây cái nắm này, ví dụ cái nắm này khoảng độ tầm 1 phân nhé. Rồi C Enter 10 Tab 450. Enter 50 rồi. Đó. Xin lấy cái này, mình đưa vào. Cho cái này là nét nội thất là 0.3. Còn cái nét này cái để nét mạnh đi, vì cái nắm không quan trọng lắm. 10 Enter, mình đưa vào bài. Đó. Mà E Enter là lệnh Mirror, hoặc là các bạn bấm phím số 9 Enter nhé, là lệnh Mirror đấy. Sau đó mình sẽ copy. Và mình có lệnh số 9 Enter là lệnh Mirror đấy. Mình sẽ sử dụng lệnh CV Enter. Mình sẽ kích vào cái tâm của đối tượng này. Xuống đây mình kích vào đây. Sau đó mình kéo xuống. Mình sẽ copy. Như thế này là mình đã được phần là đứng rồi. Tiếp theo mình sẽ vẽ cái viền xung quanh này. Ví dụ mỗi bên là 100 và EC Enter. O Enter 100 Enter. Trong cái thì mình có thể mình xóa được viên này. Có thể xóa có được không? Mà Enter.
là lệnh, là ta là lệnh ma chết. Rồi sau khi mà được mặt đứng rồi mình sẽ làm mặt bên. Đó, mình làm bên mình sẽ hh enter, mình sẽ gióng được gióng ngang xem. V enter là đường dọc, O enter là offset 600, có thể bạn bấm O 6 cũng được. Đó, mình sẽ ra là 600. Bây giờ mình sẽ vẽ cái cánh này, ví dụ cái cánh này nó là 18 thực tế, nhưng mình cứ vẽ ở đây trong trong kết này mình vẽ 20 thì dim nó chuẩn, nhưng mà sau này gỗ là 18 thôi, mình sẽ vẽ là 18 rồi. Thì mình sẽ vẽ cái cánh này nha. Đầu tiên mình sẽ dùng lệnh CO copy. Đó. Giờ mình sẽ lên vẽ lệnh O enter 18 enter. Ở đây là mình sẽ được cái cánh của đối tượng này. Ví dụ mình sẽ vẽ mặt cắt là mặt cắt qua đây nhé, mặt cắt qua cái cánh cái giữa này để cho nó dễ. Tốt nhất là chúng ta cắt ra những cái mặt cắt mà nó khó nhìn thì người ta sẽ hiểu được. Đó, mình sẽ cắt ra. Đây mình sẽ vẽ cái chán này trước bằng lệnh RAC. Mình vẽ cái chán này. Tiếp theo mình vẽ cánh cửa. Ở đây là mình không vẽ độ hở đâu nhá. Độ hở thì sau này tính sao. Và bên dưới đây mình vẽ các cái mặt cắt. CO copy. Thực ra bạn không cần phải vẽ đâu, mà cái này tí nữa mình copy xuống được, mà vẽ một cái mình copy xuống được. Đó. Như này là mình đã được phần phần cánh ngoài của nó với đối tượng rồi. Mình dùng lệnh để đưa về lên nội thất luôn. Hoặc lấy mặt cắt, đây là mặt cắt đúng không? Chọn các đối tượng này. Ấn lệnh 0, 5 và nút cắt, nét tường này là mặt cắt của mình. Ở đây là cái chán, chán bù. Thì thực ra là cái cấu tạo nội thất thì khi mình thi công ấy, thì mình có nhiều cửa ghép ấy. Có thể là bạn ghép và ghép trên ghép dưới cũng được. Trong trường hợp mình sẽ ghép và chọn ghép mòn này nhé. Rồi AC kích điểm từ đây mình xuống đến đây. Ở đây mới là chi tiết thực sự của nó. CO và mình đưa sang đây. Hai cái đường mao đây mình có thể mình xóa đi được rồi. Enter vào đây, enter nha. Đây thì với đến cấu tạo sau này thi công các bạn sẽ làm như thế này. Là enter là lệnh merge trước, mình sẽ đọc nét rồi đó. Đó. Ở đây vừa mình làm được cấu tạo rồi. Đó. Cấu tạo ở bên trên ở đây thì nó là sẽ có cái thằng hồn. Mình sẽ CR enter. Rồi mình dùng lệnh CR enter nhé. Cái điểm này bắt vào đây luôn. Đó, mình xoay nha. Đây mình add enter. Lệnh strict. Đó. Ở bên dưới cũng tương tự như thế. CO nha. Ở đây mình chỉ việc CO đối tượng này nữa. À đây mình sẽ O enter nhé, 18 enter, HH enter. HH enter này. Ở đây mình sẽ muốn là vẽ cái đối tượng là RAC này. Đó. Ok, cái chỗ này thì mình sẽ vẽ như sau. Ở đây cái chân này thì mình muốn là chi tiết này nó cài vào. Cài vào 10 đi. Đó. Rồi mình sẽ vẽ chi tiết nó cài vào 10, mình dùng lệnh BO. Mình click vào cái đối tượng này. Enter nhé. Sau đó mình đã được cái chi tiết rồi, mình sẽ MI đối tượng nó sang bên kia. Đây mới mình đưa cái này vào trong này, mà enter có đưa vào trong. Đó, như thế là mình đã kéo cái này vào đây. Đó. Vậy là mình sẽ xóa cái đường này đi. Vậy là mình đã có đúng cái chi tiết cấu tạo của
mình làm đây thì nó chưa được được chân. Tiếp theo là mình sẽ vẽ đến phần bên trên này trước đi nhá. Ở bên trên này, bên trên này thì mình có cái suất là vẽ cái hậu tổ nhá. Hậu tổ ví dụ mình sẽ làm hậu tổ là 9 ly đi. Rồi từ lấy hậu tổ alu nhá, 6 ly. Lấy hậu tổ alu. Đây thì hậu tổ ở đây có thể bên trên này mình sẽ khấu. Đấy, xây lên đây, xuống dưới này. Ở dưới này nó rồi. Nó đúng như thường ra thì khi thợ thi công họ sẽ cũng khấu bên dưới này một tí nữa, ví dụ khấu xuống 9 ly nữa hoặc 5 ly nữa. Đó, thì giờ mình lấy BO ở đây. Mình pick lại vào đây. Mình xóa đường này đi. Thì đây chi tiết của đối tượng này ấy, không nằm cho họ xem này. Đó, đây là một cách này, ví dụ thế này nó sẽ là 06. Rất đậm hơn. Đó. Thì chúng ta sẽ nhìn rõ hơn về cấu tạo và chi tiết của từng đối tượng. Đó. Đây là cái hậu nhá. Bây giờ mình sẽ vẽ ví dụ như là sẽ cách đây nó có một cái suất inox. Coi từ ví dụ mình cách là 100. Đó. Thì cái suất inox nó là bao nhiêu thì vì các bạn là mình ví dụ sẽ cho đường kính của suất inox là 2 phân. Coi từ là 20. Đó. Ở đây mình muốn vẽ giữa đối tượng này mình sẽ dùng lệnh V enter làm dấu. Đây thì mình vẽ cái đối tượng nằm ở đây. Ở đây mình vẽ tương đối thôi nhé. CC enter này. CC enter là vẽ được circle 10. Rồi đường kính 20 mình sẽ di chuyển một số. Kích vào điểm. Mình chọn đối tượng là M enter này. Để di chuyển này. Kích vào điểm này. Sau đó chúng ta chuột giữ đi cần trôn nhé. Còn chuột phải. Chọn chức năng là mid between này. Đó mình sẽ kích vào điểm này. Đây này. Nó sẽ tự động nó nằm giữa hai đối tượng mình cho trước. Đây đối tượng mình được này. Đó. Đây là cái xanh suất inox này. Chúng ta sẽ có cái vòng tròn bên ngoài này đúng không? O enter giả sử của mình O enter là 10 năm. Cái vòng tròn đỡ bên ngoài nó sẽ đưa cái nét này. Nó mặt cắt 05. Nó này chỉ là nét thấy thôi. Vòng 3. Đây là mình có chi tiết của cái suất rồi. Tiếp theo đến đây. Đến đây thì nó sẽ có một cái thanh gỗ nằm để đỡ này, mình sẽ dùng lệnh, có thể bạn copy cũng được nha, mình dùng lệnh hh enter để tạo đường dấu này. Thực ra mình chỉ cần làm một cái đủ một cái ngăn kéo bên trên, mình sẽ kéo xuống bên dưới. Đầu tiên nó sẽ có cái nét này, co copy xuống. Bạn muốn nó nằm trên hay nằm dưới đều được, trong trường hợp này mình sẽ muốn nó nằm dưới. Mình dưới mới đặt ở đây. Thường thường cái thanh này để nó đó. Tiếp theo mình sẽ vẽ những ngăn kéo cho đối tượng này. Ví dụ mình cố mình đổi màu khác đi thì cho nó nhìn nó rõ. Đưa nó về nét 006 thì nó tách biệt lại được. Mình nhìn như thế này. Bây giờ mình vẽ ngăn kéo nhé. Cái ngăn kéo mặt cắt của nó. Đầu tiên là chúng ta sẽ vẽ enter chẳng hạn bằng cách nó 10. Đó. Sau đó cái thanh gỗ của nó bây giờ mình lấy gỗ 12 nhé. Enter 12 enter. Đây là gỗ 12. Ở đây mình đo xem cái lòng nào của từ này bao nhiêu, 4 meter. Tại sao phải đo? Ray thì nó sẽ có loại ray, trong trường này mình sẽ sử dụng ray 500 nhé. Hoặc là 550 đi. Bạn dùng ray 550 cũng được. Có không thơ? 550 không thơ? Đó, thì là cái ray chúng ta sẽ đến đây. Chúng ta sẽ vào ray C không thơ? Đó, bên trên mình có hạ số 10 đúng không? Có không thơ? 10. Đó, mình sẽ là enter từ đây nó xuống đến đây, sau đó mình xóa rồi mình... Đó, vậy là mình vừa vẽ được cái chi tiết của cái tục này. Đó, thường nếu mình vẽ kỹ co enter để người ta hiểu hơn thì mình kéo vào đây và cái nét này mình sẽ để nét đứt 01 cũng được. Chọn cái nét là mình chỉnh vị trí nó ra bằng 1 hơi nhỏ, chắc khoảng tầm 50 100 đi. 100 được đấy. Là enter. Đó. Vậy là mình được chi tiết của đối tượng này rồi.
kéo xuống dưới đi. Rồi. Còn phần này nếu mà muốn vẽ mặt cắt của nó luôn thì Alt Enter là 12 Enter. Enter phần dưới nha. Alt Enter 12 Enter. Đó, thì mình kéo cái này lên. Tạm thời mình kéo cái này ra ngoài nhé. Mở Enter 500 đi. 600 đi. Đó. Chúng ta muốn vẽ chi tiết đối tượng này, chúng ta dùng lệnh BO. Trước khi BO mình sẽ đổi, mình sẽ muốn này nó cắt luôn. VH Enter, mình về cái này. Nó lượng hôm nó về rồi, ý tưởng này. BO Enter, hoặc là bắt nhấn BB cũng được. Có gì mình sẽ có. Chúng ta lệnh 3 Enter. Xóa cái này. Một lần nữa, đây chúng ta vẽ là đường đường sông. Nét này là nét 03, nét thấy. Đó. Cho nên chúng ta kéo lại thằng này về 600 là được. Ở đây để cho khách hàng biết là đây là sẽ là ngăn kéo ra ở đối tượng. Tiếp theo chúng ta sẽ copy đối tượng này xuống bên dưới. Xuống bên dưới nhưng sẽ có điều chỉnh một chút xíu nha. CO click vào đây, click xuống đây, click xuống đây. Đây là chúng ta đã có rồi. Bây giờ ấy, ở đây nó có một chút xíu khác biệt là hai cái ngăn kéo bên dưới này nó sẽ không giống nhau, tại vì ở đây nó còn một cái thanh đỡ nữa, đỡ để cho khi ngăn kéo nó không sập vào. Thì bên trên này nó có thanh đỡ rồi, được chưa? Đấy. Thì bên dưới này hai cái này mình sẽ đỡ chung vào đây. Đó. Thì mình sẽ đỡ chung vào cái thanh này. Mình sẽ vẽ một cái thanh RNC Enter. RNC Enter này 18 tab 30 thôi. Đó, cái thanh này là cái thanh chặn đỡ. Thì chúng ta sẽ xếp nó vào đây. Cố gắng xếp hẳn hai đầu một chút xíu nhá. Enter vào đây, cái nét này nó sẽ là nét thẻ cắt. Thì đây khi vẽ nó sẽ sập và nó dừng lại, được chưa? Bên trên này thì nếu mà bạn đo xem nào, đây xem liệu có thêm một cái đợt thì nữa không? 1m6, 1m6 để treo nó dài được các bạn nhé. Còn nếu mà bạn làm thêm một cái đợt di động ở đây thì chúng ta chỉ treo áo sơ mi hoặc là áo khoác bình thường thôi. Là bình thường các áo khác còn offset từ mặt này xuống đến đây khoảng tầm 8-9 cm. Nhưng đây nó là 1m6, nếu mà bạn làm thêm một cái đợt ở bên trong á, thì khoang này sẽ để áo bình thường thôi, quần bình thường thôi. Còn nếu bạn muốn để, bây giờ mình muốn cái khoang này sẽ để áo dài nhá. Đó, chúng ta được mặt cắt như này là xong rồi đó. Nếu mà bạn muốn làm cái mặt cắt ở bên dưới này thì nữa thì sao, thì bạn cũng dễ thôi. CO copy luôn cái đường này ra. Đó, sau đó ở đây nó ngăn này thì sẽ không có ngăn kéo, thì bạn sẽ xóa ngăn kéo này. Đó, toàn bộ cái liên quan đến ngăn kéo này. Đó. Thì cái này nó như thế nào thì tí nữa mình vẽ mặt đứng, mặt tháo cánh sau đó rồi mình vẽ cái chi tiết rồi mình cắt thành sau. Đây là mặt cắt, tí nữa mình vẽ mặt đứng tháo cánh. Thường là tủ áo sẽ có mặt đứng tháo cánh và một mặt cắt thôi là được. Mình vẽ, bạn vẽ kỹ hai mặt cắt cũng được. Mình thường vẽ một mặt cắt thôi. Trước khi vẽ đến mặt đứng tháo cánh thì mình sẽ đi sơ bộ, mình có cái tỉ lệ về hình dung đi sơ bộ. Mình sẽ về cái nét đi, như cái nét đi thì mình vẽ rồi 4 enter. Thì cái tủ áo này mình nghĩ là vẽ ở tỉ lệ 120, thì trước khi vẽ mình trừ 20 enter, nó sẽ tỉ lệ mình sẽ đi về với 20. 4 enter là mình đi. Đây là 100. Năm ở đây mình đi bên này trước, đi bên tổng thể trước, sau khi mình quay dưới này mình nữa BD Enter.
Rồi tiếp theo mình sẽ đi tỷ lệ 120 và vẽ hơi nhỏ. Mình sẽ vẽ tỷ lệ 125 nhé. Trừ 25 meter. 1 meter mình sẽ đi lại. Mình trừ này. Đây mình sẽ dùng lệnh mở là meter để cho cái đi này thì tỷ lệ 125. 5 meter. Chúng ta sẽ chỗ này mình sẽ đi. Đúng rồi. D enter. D enter. Đó. 9 enter là lệnh mới ý. Đây mình xóa đường đi này. Chọn đường này kéo đây. Hai đường đi này giống nhau, mình sẽ đi chi tiết nhé. Đây mình tờ đi chi tiết vào trong. Thường thường đi tổng chỉ cần một cái thôi. Nên mình cố mình làm nhiều thì làm kỹ hơn đó. Thật ra thì mình chỉ cần đi đường tổng một lần thôi. Quy enter, cắt đi. Thực ra nếu các bạn nói đúng thì làm đúng thường thì chỉ cần đi một lần tổng thôi. Không nhất thiết phải hai lần tổng. Như này có, như này có rồi không thôi. Đấy, chúng ta được chi tiết như này. Bây giờ chi tiết bên này nếu bạn muốn đi cũng đi. Ở đây nếu bạn đi nhiều thì nó rối lắm, không cần đi kỹ lắm đâu. Chúng ta chỉ đi những cái quan trọng nhất thôi. Ở đây thì mình sẽ đi bên này, mình sẽ đi đơn giản thôi để cho thợ có thể thi công được. Nhưng mình đi kỹ quá nhiều khi cũng khó làm lắm. Đi thêm một đường link tặng. Chọn đường link này, D enter để đưa ra ngoài. Mà cắt, Q enter. Lại ra đi phía trước này, muốn enter mình đi. 5 enter. Mình cứ cắt bớt đi, cái kia đi kỹ rồi, này đi vừa rồi. Này đi một cánh thôi. Ở đây cái đường đi này là hơi sát, mình có thể kéo cái đường đi này, kéo này ra trước xong rồi cái đường đi sao D enter để kéo nó ra và Q enter để cho chân đi. Đó, đường đi mặt ngang này, trên này mình cũng đi tương đối rồi, đi cả cái hậu này nhé để khách hàng biết, để thợ biết được là hậu bao nhiêu đi. Cái này thì chắc đi trung điểm rồi. Mình cũng D enter đưa ra ngoài, mình cũng Q enter để cắt lên đi. Tương tự như thế ở bên dưới này, nếu bạn đi kỹ cũng được. Ở đây mình chỉ cần đi bên dưới này, đi mà người ta biết là kích thước của cái ray là bao nhiêu thôi, 550 là được rồi. Tiếp theo rồi mình sẽ vẽ mặt đứng theo cánh của đối tượng. Mình sẽ copy cái đường này thành trước này, sau đó mình đưa sang đây. Đây vẽ mà đứng theo cánh thì mình sẽ xóa toàn bộ cái chi tiết tay nằm này, nó sẽ không còn giữ ship. Mình sẽ giữ ship bỏ mình dư này đi, sau đó mình delete đi. Ở đây mà đứng theo cánh thì đây chúng ta sẽ có những cái hồi, ở đây những cái nẹp nó chính là những cái đối tượng che đi rồi, thì bạn chọn cho nó có thể là cánh, trường hợp này là cánh phủ nhá, phủ hồi. Đây mình vẽ ở đây, bạn có thể bạn copy luôn tất cả những đường này cũng được. Co ở đây là tất cả gỗ là đều là 18 hết rồi, đặt vào đây này. Đó, bên trên nó cũng có đúng không? Thì ở đây thì chúng ta sẽ làm tiếp là xung hợp lần tư. Wow. Điểm này nó cần điểm này nó kéo xuống đây. Tương đối đến đây thôi nhá, tại vì tí nó sẽ có một cái đường hồi nữa. Đó, điểm cái đấy này mình sẽ nhỏ nó. Cái điểm này nó xuống đây.
xa rồi. Rồi. Tiếp theo mình sẽ vẽ cái ở phía trong này. Chúng ta chọn hai cái đối tượng này, bấm lệnh CO copy kích vào điểm này, đưa sang cái cánh này và kích vào đây. Cái cánh này thì mình kéo lên, bắt ra đây. Tiếp theo mình sử dụng lệnh MI hoặc là bấm phím số 9 enter, bắt điểm này, đưa xe. Sau đó mình dùng lệnh Add Enter, đi vào đây, kéo đối tượng sang đây. Ở đây chúng ta sẽ có hai cái hồi ở đây nữa. Đây chúng ta sẽ dùng lại CO nhé, CO Enter, bắt điểm này, kích vào đây, và kích vào đây. Như thế là mình sẽ dùng xóa hết cái đường này đi được không? Đó. Mình sẽ Enter. Ở đây thực ra là cái thằng này đang có thể thuộc lên 18 là đúng. Mình xem lại mặt cắt ở đây. Thằng hồi vừa bắn cái cánh thôi. Được rồi, ok. Đấy, thằng này thì trả xuống. Trả sát đất nữa. Thằng bên này cũng như thế, mình kéo thằng này sang thằng đất. Tất nhiên thằng này rồi mình sẽ bỏ đi. Trên này mình cũng bỏ đi. Đó. Mà đứng theo cánh thì nói là mình đứng theo cánh bạn để cũng được, mà bỏ cũng được. Nói chung là mình sẽ bỏ đi nha. Đó. Còn những cái hai thằng hồi này nó là cái nẹp rồi. Nó không phải liên quan đến mặt tính của đối tượng. Đó, bỏ đi nha. Ở bên dưới này mình sẽ vẽ đầy đủ cái cấu tạo của nó. Đó, copy cái đường này sang. Đó, copy đường này sang là chắc chắn đúng này. Đó, sau đó bạn copy cả cái đường này sang nữa. CO tích vào điểm nhé. Sang đây bạn bật điểm vào sau. Đó, cái đường này thì bạn cần bạn kéo. Cái đối tượng này thì mình phải vẽ RSC lại. Mình bật cầm điểm này, mình kéo đây này. Ở đây cái thanh này dư đúng không? Chọn em xóa VH. Mình sẽ về cái nét cắt này. Mình lấy là tư mình vào trước cái đối tượng. Cái đường đi này bây giờ nó không còn tác dụng nữa. Có thể vừa nãy bạn để nguyên cũng được, mà bạn đưa cái đường này thành cái nét đứt đi để tránh tình trạng mất ấy, chúng ta sẽ để nét đứt đi. Không bỏ ra thế nào cho mình để một tầm chân mà chúng ta mà chưa vậy. Ở bên trong này thì cái thằng này thì một cắt bên này mình chỉ cần dùng đường dẫn này sang là xong. HH Enter. Ở đây mình chỉ cần dẫn cái đường này sang. Đó, mình sẽ có cái xuất. Thường tất cả các gói cách xuất thì giống nhau. Từ FRAC. O Enter. 10, 15 đúng không? Mình sẽ vẽ đại nhé. Và đây sẽ làm được. Đây là cái nắp vịt 03. Và đối tượng này mình kéo ra ngoài này. Mình xóa như thế này.
cho này không bền mà. Bên này mình sẽ copy thằng này đưa sang bên kia. Đây, chi tiết này mình sẽ kéo lại. Rồi mình có cái suất này nào. Thường các suất áo sẽ giống nhau. Copy sang này. Cái nó ngắn hơn thì cái nào. Mà mình add từ. Và phần bên này nó sẽ là ngăn kéo. Ngăn kéo này thì chúng ta chỉ vẽ tượng trưng thôi, không phải vẽ phần chính xác lắm đâu. Đây mình sẽ copy HH điện tử, mình sẽ dán cái đường này sang để đánh ngăn kéo. Mình sẽ vẽ là vẽ AC nhé. Thực ra đây mình vẽ tương đối thôi, chứ không cần vẽ kỹ lắm đâu. Bạn vẽ kỹ thì mất thời gian lắm, còn liên quan đến ray mình ở bao nhiêu nữa thì bạn cứ vẽ cho mình như này. Nó mình vẽ một đường check ở đây. Xóa mọi xóa đi. Cái này bạn cũng để đường nét cắt nhé. Đây bạn gõ đường không không cũng được. Cái đường này bạn để chỉnh cho mình cũng về chạm. Đó. Đó. Và nó bạn xây hòa cắt mất điểm này. Thì sau này mình chú thích là đây là ngăn kéo. Và bên trên này nữa mình nói là đây mình sẽ treo áo dài. Áo dài thì mình để nguyên, còn bên này mình sẽ chia đợt hay không đấy là do mình. Ở đây thì vừa nãy mình nói là nếu mà để nguyên như kia thì rất là phí, ở đây mình sẽ chia thêm một cái khoang nữa, CO một tầng lên chắc khoảng tầm 250 đấy. Đó, bạn đo ở đây xem nào, chắc phải 300 cũng được. À, 1m1 là ok, nên là đây mình sẽ add đi 50 nào. Để làm cái khoang chứ đồ thì đã ra được nhiều. Còn ở bên dưới này thì ở đây thì nhu cầu thì nhiều nhu cầu lắm. Ở đây thì mình sẽ vẽ một cái khoang bên tay trái này, sẽ sử dụng là một cái ngăn kéo có khóa. Đó. Còn ngăn bên phải này sẽ là một cái kết sắt. Nhưng thôi thì mình không vẽ kết sắt nữa, mình chỉ làm lượt thôi. Đó. Còn nhu cầu thì tùy từng khách hàng. Đây thì vẽ là mỗi cái khoang sẽ có một cái ngăn kéo để khóa lại. Đó. Thì ngăn kéo thì mình sẽ làm nhỏ thôi. Cái này mình chia đôi ra là một cái khoang ngăn kéo, và cái này mình cũng làm lượt di động thôi nhá. Rất là dễ. Cái phần này cũng không cần nữa. Cái này thì mình sẽ đi sau. Đó. Tiếp tục mình sẽ làm cái khoang có ngăn kéo nhé. Đây mình sẽ copy ra này. Đó, mình click vào đây. Vừa nãy mình có chỉ rồi đấy. Chúng ta chuột phải, bấm Ctrl trước, chúng ta chuột phải. Chọn chức năng là Bit Point. Click vào điểm này và click vào điểm này. Đó. Thì chúng ta sẽ có được hai cái khoang. Một khoang bên dưới này, vừa mình nói mình sẽ làm ngăn kéo. Đây đang xài này, cái đèn từ này. Mình lấy một cái này cũng xài luôn. Rồi nên là bắt điểm không chính xác đấy. Bắt điểm vội. Đó. Cái khoan bên này bên dưới mình sẽ làm ngăn kéo có khóa và tay mốc âm nhé. Thì O âm từ mình sẽ là có cái khe hở này. Là 25 cái mốc âm này. Đó. Tiếp theo để được cái thằng này thì chúng ta phải O enter. Và vì ở đây là cái cánh tủ chúng ta sẽ có cái bản lề, nên nó chúng ta phải có một khoảng hở để nó không bị lỗi. Chúng ta sẽ phải O enter là 60 nha. Sẽ làm một cái rectangle là 60. Để chúng ta đây là chỗ này chúng ta tránh bản lề nữa. Đó. Đây là một cái thanh gỗ nó họ bịt thôi. Đó. CO này. Tiếp lên sang đây. Đấy, nhà mình để cái này là nét thấy này. Đó, cái này khoảng phần 60 này này. Đấy, là để cho cái bản này là vẽ nó không bị vướng, rút cái ngăn kéo nó không bị vướng vào cái khóa của bản này. Bên này là tay mốc âm. Còn bên này mình chỉ làm được bình thường thôi, mình chỉ cần copy sang là xong. Làm được bình thường thôi. Đó.
Như vậy là mình đã làm xong cái phần mặt tường cao cánh ấy. Sau đó giờ mình sẽ đi. Đi vào đây thì mình cứ đi như thế nào. Làm một tờ thì cần đi nữa. Nếu bạn có thể đi kỹ hoặc không đi kỹ thì bạn. Mình nên xóa đường này đi nha. Giờ mình bị vướng. Làm một tờ tiếp này. Ở đây mình bắt một điểm nữa, không bắt gì kỹ nữa. Tại vì trên kia nó có. Ở đây mình cũng đi quay lại một cái nữa. Ở đây các cái đêm nó díu dít vào nhau ấy, thì mình ra dùng cái năng đây enter mình đưa nó xuống, nó díu vào nhau. Đây có một cái đêm tương đối díu vào nhau. Đêm này là không đúng đâu, cái này nó nằm ở trên này đấy. Kiểm tra lại có cái nào đi díu vào nhau, díu vào nhau. Cái gì không rõ. Đây phần này đi enter mình đưa xuống dưới. Cái này đưa ra ngoài, cầm chuột, kích chuột rồi đưa ra ngoài. Đó, nó không dính vào nhau thì dính vào nhau thì khách thợ khó thi công. Để cho người ta biết được cụ thể hơn, chi tiết hơn. Ở đây mình sẽ đi lại một lần nữa về phần chi tiết này. Hồi như là hồi bao nhiêu gỗ, dày gỗ là bao nhiêu thì đi một lần nữa, hai hàng biết. Thì là dính kéo ra ngoài. Làm mình tờ nha. Mình chỉ việc kích thôi. Mình tờ này. Ở đây mình cũng phải cắt đi. Thường nếu nói đúng một cục xong mình sẽ đim xong, xong mình cắt mình chỉnh xong. Nên mình làm đến đâu mình làm bên đấy thì các bạn nhìn đâu. Mà thường mình làm là sau khi mình đim xong hết toàn bộ này, mình sẽ cắt một lúc một thể. Thì lúc đi nó sẽ đẹp, nó đều hơn. Còn đây mình làm để cho các bạn xem thôi. Quyền rồi tạm biệt. Mình làm thì mình cũng nói nhiều, nói đi nói lại để các bạn biết được các cái thao tác thì các bạn làm việc nó dễ hơn. Rồi mình có cái file cái mẫu này, mình có thể mình đưa vào mình thử một số cái loại áo xem là nó có bị vướng hay không ấy. Mình có thể cần mở enter này. Ta sẽ đưa lên nó thử như thế này, chúng ta đưa là sẽ rất là nó trực quan hơn và chúng ta cũng nhìn này là trình diễn thôi, còn các bạn khi làm thực tế cũng không nhất thiết phải đưa vào đâu. Đưa vào thì khách hàng nhìn thì nó hiểu, họ hiểu, nhưng mà sẽ mất thời gian của bạn kỳ thì mình cũng đưa ra đây để nếu mà các bạn cần thì chúng ta sẽ làm. Bên dưới này thì vẫn có thể để quần áo gấp. Bạn kỹ hơn nữa bạn đưa những cái đồ gấp này vào. Đây thì mình nói sơ sơ để các bạn biết rồi. Đây chúng ta cũng thể là mình chia quần áo thì bên dưới cũng có thể gấp được. Các bạn đừng đưa nhiều quá thì nó sẽ bị rối đấy. Đây mình chỉ đưa đại diện một số cái để các bạn hiểu là. Xưa rồi, ok. Các bạn cũng không nên đưa nhiều quá khách hàng nó sẽ lợi nữa đi. Ok, sẽ 9 enter đấy. Này tôi đưa sao luôn. Tìm đối là như này thì mình đứng theo cánh khách hàng sẽ rất là hiểu và cụ thể hơn. Cái phần mặt đứng này chúng ta vẫn còn quên, nó là để hướng mở cánh rất quan trọng nha. Pin là chúng ta mình pin lại nó rất đơn giản, nhưng mà các bạn không làm kỹ thì cái hàng sẽ không hiểu được. Cái đường dép nhé để mình không mất điểm. Rồi chúng ta sẽ đưa nét này vào nhé, không một chúng ta đi. Chúng ta tìm lại về 100 này. Và ở dưới này mình cũng vẽ tiếp PL nữa. Đó, dùng mệnh mirror.
là tờ nhận mà chưa mirror tờ này là được như này này được rồi. Còn đây phần mặt cắt này vừa như mình nói đây, rồi bạn muốn vẽ mặt cắt này thì cần copy đối tượng này sang thôi. Đây thì mình khuyên các bạn không cần vẽ nhiều, vẽ đủ thôi. Còn vẽ chi tiết càng nhiều thì càng lâu, mà càng lâu thì thợ thi công càng dễ. Đó, thì tùy. Đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tương đối thôi. Còn nếu mà bạn cái gì cũng cầu toàn, còn vẽ kỹ quá thì sẽ là rất là mất thời gian. Đây thì nếu bạn muốn lấy các đường đi mình lấy không, mình sẽ đi lại cho bạn dễ hiểu hơn. Đấy, mình sẽ lấy đường ra rồi. Làm con tờ. Rồi thì đi mình đây thôi. Cần mình ghép bước. Enter. Đó, cái này thì mình có thể mình copy sang. Đó, tương đối như này nhé. Đó, là đến lượt mình sẽ đưa vào bố cục của bản vẽ. Thì với mình làm tỷ lệ 1:25, đây nếu 1:20, 1:30 không có thì 1:25. Thì bạn lấy tỷ lệ 1:100 này, bạn lấy SC xuống là thành ra tỷ lệ 1:25 CO này, bạn đưa xuống đây SC enter .25 enter. Đó, đây là vẽ tỷ lệ 1:25 đưa về. Có thể vừa đi mình hơi to và một cục hơi nhiều thì mình từ từ ạ. Và vẽ này thực ra phải vẽ tỷ lệ 1:30 cho nó đúng, mình đưa được hết đầu cả. Mình sẽ lấy lại tỷ lệ 1:30 nhé. 1:30 thì chi này có rồi thì bạn lấy luôn cũng được. Xem rồi, lấy luôn tỷ lệ 1:30. Cái đi mình ta đang 1:25 sao đúng, làm sao để chuyển thành 1:30 được. Đưa đây trước nhé. Chúng ta đang vẽ đi tỷ lệ là 1:25 này, chúng ta muốn đưa về tỷ lệ 1:30 thì chúng ta sẽ chọn toàn bộ đi này, đưa nó về một test, xong rồi mình chỉnh nha bằng đây tiếp đi enter. Ở đây chúng ta sẽ lọc là chọn cái tên ở đây, chọn đi mission đi đấy, bấm apply add vào trong list này, nó nổi lên trên này, xong rồi bấm chức năng apply cái chọn bấm enter. Mình sẽ bấm về 09, đưa toàn bộ cái nét về nét, nét đi, enter. Sau đó chúng ta dùng chức năng này, 3 enter, đây là toàn bộ đường đi của mình. Và chúng ta giờ đang là tỷ lệ 1:25 này, mình vẽ tỷ lệ đi 1:30, trừ 30, enter. Bấm enter, click ở đây, sau đó dùng lệnh nào enter, chọn về quét toàn bộ này. Đó. Thì cái đi chúng ta đang ở 2:25 đó, rồi chọn này là thành 30 hết rồi. Toàn bộ đêm ra về 1:30. Lấy on now, 1 enter. Bây giờ chúng ta chỉ cần đưa text này ra ngoài. Đó, bố cục này bạn vẽ thôi. Đưa hai này cùng một lúc nhé. Đó. Cái này ở bên dưới. Đó, phải vẽ một cái này. Ở dưới này mình sẽ vẽ mặt bằng, hoặc là chúng ta đưa thêm vào cái hình ảnh để cho khách hàng hoặc là người thi công người ta nhìn rõ hơn, nên chúng ta sẽ bố cục lại tí xíu nữa. Mình sẽ đưa vào cái hình ảnh này, sẽ đưa cái hình ảnh vào trong cái keo ở đây nhá. Mình cố ý mình xếp cái mặt bằng không khớp nhau, đưa lại nhỏ. À, mình đưa mặt bằng sang đây một tí nữa. Thì cái hình này nó sẽ được to hơn. Cái hình này đang hơi xa, mình sẽ đẩy một tí nữa. Đó.
sau đó phần bên này. Nếu nó đúng thì thường các cái mặt cắt cũng phải ship vào bên này cơ. Ở đây mình ship một cục này để mình vẽ mặt bằng nữa. Mặt bằng mình vẽ mặt bằng. Thường thì phải vẽ mặt bằng đi lên. Đây ví dụ mình vẽ. Mặt bằng thì vẽ cái kiểu mặt bằng mà theo kiểu mặt cắt thì nó lấy cái mặt đứng này mình xoay xuống. Nhưng đây mình vẽ đơn giản thôi nhá. Còn nếu mà vẽ nếu mặt bằng thì mặt cắt nữa thì cũng mất thời gian này. CO này. Mình kích ra đây. Mình lấy RO. Mình xoay. Đây, nếu như cái vẽ kiểu mặt bằng thì mặt cắt thì mình bạn vẽ như này. Kích cái này vào đây này. Đó. Khi này thì bạn mirror nó xem. Là được này mà bạn này là 4 cánh. V enter. Được rồi đúng không? Mình sẽ vẽ cái cánh này trước. V enter là nhanh đi. Vẽ cánh đầu tiên. Cánh thứ hai này. Cái giữa này ăn kéo đúng không? Rồi mình xóa đi. Sau đó mình đổi toàn bộ hàng này sang nét cắt 05. Chọn hai cái cánh này. Chín enter. Rồi, mình vẽ hắn mở cánh của đối tượng. Ở đây thì mình sẽ dùng lại CR. Click này. Click luôn vào đây. Click vào đây nữa. Mình xoay ra. Cái này mình sẽ đưa lên trên một tí nữa. Mình sẽ vẽ A, B, A. Hai, ba, toàn bộ hai cái nét này sẽ là nét không không đi. Và nét này mình sẽ đưa nó về 100. Nên là vẽ hướng mở cánh này. 9 enter này. Chọn hai cái này cũng 9 enter tiếp. Cứ xem này. Được chưa? Còn đây là ngăn kéo. CO. Mình vẽ tương đối nha. RE RC. Đây cũng là ngăn kéo. Thì bạn muốn cái ngăn kéo đúng là nó là 550 thì O thế 550 thì lấy cái đường này O Enter Enter chọn đường này kích ra. Đây thì 550 thì đường này chính là đường trắng mình kéo đây thì đây chính là đường 550 đường đây. Đó thì đây thì lại liên quan đến mặt cắt. Cắt thì bạn chỉ lấy cái hai cái hình này xuống và nó ra. Như đây thì thôi mình vẽ cho nó nhanh nha. Mình vẽ cho nó nhanh ở đây mình sẽ seal. Copy cái đường này. Bớt vào đây. Bớt vào đây. Đó, thực ra nếu đúng mình vẽ, nếu mà mình các bạn muốn vẽ nhanh thì bạn sẽ lấy cái đường này thì đúng hơn này. Được chưa? Copy ra, seal này. Nhưng mà đây mình không lấy nữa. Mình lấy luôn cả ba đối tượng này. Sửa nó này. Ở đây nhá. Bạn RO đi. Chúng ta đưa đối tượng này vào. Đúng chỗ này. Chúng ta có được luôn cái học. Đây mình không làm như thế nhá. Các bạn kích lấy thì bạn lấy. Ở đây bạn nào tiếp này. Thường cái đồ áo này là 600 đúng không? Bạn muốn làm bao nhiêu thì làm. Ở đây nó là bao nhiêu? Tất cả đây là 600 đúng không? Bạn đo từ đây xem đúng là 600 chưa? Đúng. Đây chúng ta còn thiếu cái hậu 6 ly nữa. O enter, 6 enter. R A C. Rồi cứ tích ra ngoài này đi. Rồi đây. Cái đường này nó dư đấy. Bắt cái đường này, test cũng được. Thì hai đường này là vào đây là ok, là ngon ạ. Thật ra cái đường này nó còn cái đường trong nữa. Chính là cái đường này này.
mình phải mình cắt thì để đứng rồi 12 đúng không? Cái này mà nó được cắt qua hay không cắt qua? Không, 50 giờ. Rồi, mình cắt vào đó. Đây là cắn mở thôi. Đây là mét 06. Thì bạn đi nếu có thể đi nhiều kiểu đi. Hôm nay mình sẽ... Bạn lười thì bạn lấy thằng này cũng bạn copy cũng được. CR, tích một điểm này. Đi xuống bên dưới này. Kích vào đây. Nó xoay. Sau đó bạn kéo này ra một tí nữa là. Kéo đối tượng này nhé. Tiếp chỉ này. Thường mình làm xong là mình bố cục trang giấy. Ở đây mình làm bố cục trước. Có khi hình này nó là hình phụ, tôi cho nó nhỏ lại đi nữa. Kiểm tra lại lần nữa xem đúng chưa. Ok rồi đấy. Thay vì đi bên này mình không đi bên này nữa, mình sẽ xóa thằng đi bên này, mình đi bên kia. Mình đi tạm bên này nữa. Cắt đi các bạn. Đấy, còn thằng đêm này thì bạn có thể kéo nó thằng trên nó xuống. Xuống rồi. Có điểm này kéo hoàng vượt. Đó. Đây đầu tiên là mình kéo nó trên thì nữa. Còn chữ. Bây giờ mình sẽ ghi chú thích nhé. Nó sẽ có chữ to và chữ nhỏ. Mình sẽ xây vào này. Mở đây. Được rồi. Ở đây thì trong cái phông chữ này bạn lưu ý một chút xíu. Mình sẽ gõ bằng chữ bằng TCVN3 nhé. Đây chính là mặt bằng. Cần chữ A. Chữ nhỏ ở đây thì lên lên trên đi. Đây mình viết chữ viết hoa hết nhé. Chữ nhỏ ở đây chính là hậu. Hậu alo. Đây, hoa xong đi. Đây là chữ to và chữ nhỏ. Đây chữ to mình copy đi. Xin rồi. Cái này hơi dài rồi. Đây là mặt đứng này. CO. Đây là mặt đứng. Đứng theo cánh. Ở đây chúng ta sẽ có mặt cắt 11 và mặt cắt 22 nên là chúng ta phải để ý. CO. Đây là hình mẫu. Cần chữ A. Hình mẫu. Đây, bên này mặt cắt 11 và cắt 22 nhé. Hai chữ hai từ bắt đi mở ra
đây chúng ta sẽ ghi chú thêm nhé. Alo rồi các cái. Bạn ghi chú hết trên các mặt cắt nhé. Ở đây mình chỉ là mẫu, mình làm ghi chú một chỗ thôi. Mình chỉ ghi chú ở một chỗ thôi. Ở đây mình có lệnh LE là lệnh tạo ra cái đường header này. Ở đây mình đã là phím tắt, là bằng phím E Enter thôi. Tạo ra cái chức năng E thôi. Đây là mình có hậu này. Đang kéo các bạn chú thích nhiều mà. Càng bản vẽ càng chú thích nhiều ấy, thì thợ thi công càng hiểu mọi người. Mình đọc bản vẽ càng dễ hiểu hơn. Đây mình sẽ ghi tương đối đi nhé. Đây là chú thích là cái ngăn kéo này. Và đây là cái mở này. Enter E này. Ở đây mình thêm một chú thích là cái tay nắm nữa. Không cần cái điểm này. Kích như này. Đây là tay nắm đi thôi. À, tương tự như thế ở đây thì bạn cũng chú thích nhiều mà. Đây cũng ngăn kéo. Ở đây là tên mục âm có khóa. Ở đây mình chỉ chú thích thêm trường hợp này đó là tên mục âm có khóa đúng không? Rồi, mỗi một khóa ở đây chúng ta cũng có tìm là chúng ta đây là cái kéo và chúng thích rõ kiểu là chúng ta không hiểu cái này tính là xóa đi này tính đi lại này là từ kéo các bạn thích chọn khóa đâu thường khóa ở đây thì các bạn nên làm cái khóa ở đây. Rồi, khóa ở đây thì mình đã biết. Rồi, khóa ở đây nó khóa vào đây. Rồi chỗ này chúng ta sẽ đi lại một chút xíu nữa. Bỏ qua chức năng 18 đây nhé. Đúng giờ mình đi mỗi thằng này rồi. Chúng ta biết được. Ở đây là 69 là xài. Bây giờ chỉ có 60 thôi. Chỗ này mình đi về đi. Đây mà đứng theo cánh là không còn cái hàng nữa. Các bạn vẽ lại cái này đi lại cái này nhé. Đây mình sẽ bỏ qua chức năng là 18. Bạn kỹ thì bạn có thể đi kỹ cho khách hàng hoặc là cho thợ thi công họ rõ hơn.
Vậy là mình đã dẫn các bạn bỏ chi tiết tủ áo. Đó. Các bạn nếu mà làm tủ áo vẽ kỹ, đây là mình vẽ như này, mình cũng hướng dẫn các bạn để cho nó chi tiết nó kỹ thôi. Và thực ra là mình vẽ cái tủ áo này có thể nhanh hơn. Đó. Hoặc là mình kết hợp những cái lợi khác. Đây mình vừa là giới thiệu, vừa là vẽ thực tế một cái công trình để các bạn biết quy trình chúng ta sẽ làm như nào để có những cái bức ảnh như mà bạn vẽ chính xác này, bố cục này, tỷ lệ này, công trình này, làm sao cho nó đẹp.